Hôm nay tôi sẽ quyết định ăn mừng 10.000 người đăng ký trong TTA File. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Nhân dịp 10.000 người đăng ký, tôi sẽ trả lời các câu hỏi mà các bạn đã hỏi tôi. Nhưng mà chúng ta nên để dành ở cuối video nha. Xin chào mọi người, tôi mới vừa mở điện thoại lên thì tôi đã được 9.000 mấy người đăng ký rồi. Chắc trong hôm nay tôi sẽ được 10.000 mọi người ạ. Tôi cảm thấy khá là vui luôn ấy. Cho nên là hôm nay tôi sẽ ở nhà chờ cho nó lên 10.000 người đăng ký. Trước tiên là tôi phải đi lấy cà phê cái đã. Tại vì hôm nay chờ tôi nghĩ cũng khá là lâu đấy. Chuẩn bị đồ ăn thức uống đồ các thứ. Đấy, ok rồi đấy, chờ thôi. Many unbearable hours later. Trời cũng tối rồi mọi người ạ. Tôi nghĩ chắc là sắp được rồi đấy. Để tôi mở lên xem coi nào. Holy shit. Man, rốt cuộc tôi cũng đã được 10.000 người đăng ký rồi. Let's go. 10.000 người đăng ký, let's go man, let's go. Cuối cùng tôi cũng đã làm được, let's go. 10.000 người đăng ký, 10.000 người đăng ký đấy. 10.000 người đăng ký nè, let's go. Tôi không biết tại sao tôi lại phá xe nữa mọi người ạ. Nhưng mà tôi khá là vui luôn ấy. Nhìn tôi này, vui thật sự. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều nha. Several days later. Thì mọi người cũng biết là tôi đã đạt được 10.000 người đăng ký. Thế nên là hôm nay tôi sẽ tổ chức một cuộc ăn mừng. Ăn mừng hoành tá tràng luôn ấy. Tôi sẽ đi mua pháo hoa mọi người ạ. Pháo hoa hả? Tôi nghĩ là pháo hoa trong thành phố này chỉ có ông chủ bán súng bán thôi. Để tôi qua đó thử xem. Ui dồi. Vô. Có chuyện gì, tao giúp nè. Ui ôi, xe cảnh sát mà bóc đầu luôn á. Oh my god man. Cái gì bắt. Đâu, bắt cái gì. Ông nội cảnh sát này bị gì nhỉ? Tự nhiên cái tôi bị hai sao luôn. Vô lý thế. Thôi, em chỉ muốn đi ăn mừng thôi mà. Trời xanh. A few minutes later. Trời ơi, tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Không ngờ cảnh sát hiểu nhầm tôi. Hình như là tôi đập chiếc xe của tôi mạnh tay quá thì phải. Nó lúng vô luôn ấy, nhìn này. Tao đậu rồi nha. Cút nha. Cút. Cái thằng này. Mày lão của tao hả? Vô. Hôm nay là ngày vui nha. Tao muốn gọi là gì đâu nha. Ủa sao này, xuống xe. Xuống xe. Nhớ mặt tao đi nha. Hôm nay tao tha ngày vui đấy. Đấy, ăn mừng cũng không yên nữa mọi người à. Giờ thì mua một ít pháo hoa thôi nào. Chủ quán, nghe nói ông chủ quán là có bán pháo hoa đúng không? Bán cho em mới. A few moments later. Đây, sau một hồi thì tôi cũng đã mua được một mớ pháo hoa rồi mọi người à. Tôi sẽ cho mọi người xem nha. Đây, chúng ta sẽ có fountain. Nói chung là tôi sẽ có 4 loại pháo hoa thì phải và 3 màu. Đấy, được có đó luôn. Thử đặt thử coi. Bắn nào. Tôi nghĩ bắn pháo hoa trong thành phố thì không ổn tí nào cả. Cho nên là tôi quyết định sẽ qua sân bay. Tôi nghĩ sân bay đủ rộng ấy. Sao sân bay hôm nay đông thế nhờ? Thế nhiều thật sự luôn ấy. Đây, chúng ta đã tới sân bay. Và sẵn tiện là tôi sẽ chuẩn bị. Tôi sẽ đặt pháo hoa ở ngay đây này. Ở vòng vòng đâu đây nè. Và tôi sẽ xếp pháo hoa thành một cái hình hay là số hoặc hình gì đó. Nếu mà mọi người đoán ra thì hãy comment ở phía bên dưới nha. Giờ thì chuẩn bị thôi nào. Tôi nghĩ chỗ này chắc được rồi nha. Nó cũng khá là rộng, hay là ở giữa nha. Tôi nghĩ ở giữa đi sẽ tốt hơn ấy. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Tôi sẽ đặt gọi là fountain red. Đây, đây là cái đầu tiên. Chúng ta sẽ đặt tiếp cái thứ hai. Later that same evening. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đã cắm hết rồi này. Khá là dài và gọi là cũng khá là rộng luôn ấy. Wow man, vất vả thật sự. Thì đây là cái vùng mà mọi người cần chú ý. Tôi đã xếp ra một cái chữ hay số gì đấy. Khi mà nó bắn lên nó sẽ hiện lên. Nếu mà mọi người thấy thì comment phía bên dưới nha. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Mong là thấy nha. Nhìn kỹ vô nha. Chuẩn bị đây. 1 2 3 Let's go. Let's go. Tôi cần thắp xuống ấy. Oh no. Oh my god man. Như mọi người thấy con số gì không nhờ? Tôi nhớ là tôi có đặt chữ mà sao không thấy nhờ. Oh my god. Pha này hơi lỗi. Nhưng mà không sao cũng được đi. Oh, đẹp thật sự luôn anh. Wow. 10.000 người đăng ký. Wow man, let's go. Còn ở dưới đây còn tôi đặt nhiều lắm. Mà nãy là tôi đặt không thấy cái chữ. Đáng tiếc thật sự. Đáng lẽ ra là cái chữ là ti gan đấy. Let's go man, let's go. Đẹp thật sự luôn ấy. Oh my god. Đấy, hết rồi đấy. Nhưng mà tôi chỉ đáng tiếc một chỗ là cái chữ nó không hiện lên thôi. Và tôi đã quyết định thử lại. Và kết quả nó vẫn như vậy. 3, let's go. Yo, khoan từ từ. Như mấy cái pháo của tôi nó bị cái gì ấy. Dù sao thì mọi người cũng đã thấy một vài số rồi đúng không? Chắc là mọi người sẽ đoán được nó thôi. Và còn cái chữ thì không biết tại sao nó bị lỗi một cách vô lý như thế. Cay thế nha. Nếu mà mọi người thấy thì comment phía bên dưới nha. Đó là số gì. Và giờ là đến phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi của bạn Phúc Hobby Kid
Anh có hề không anh? Anh hề. Tôi không biết tôi có hề hay không, nhưng mà tôi thích làm video giải trí cho mọi người cùng xem ấy. Câu hỏi của bạn Gấu Ca: cho em hỏi, ngoài việc làm video ra anh còn làm việc gì ngoài đời nữa không ạ? Ngoài việc làm video thì anh chỉ có đi học, thế thôi. Tại vì anh chỉ có hai việc chính đây thôi. Câu hỏi này tôi được nhận khá là nhiều luôn ấy. Khi nào là tôi lộ mặt ấy? Tôi nghĩ là hiện tại tôi đang rất là ổn luôn ấy. Nhưng mà trong tương lai thì tôi vẫn chưa biết. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn một thời điểm nào đó thích hợp nhất để tôi show mặt tôi ra. Thế nha. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Trần Phúc và của bạn Trần Quỳnh. Tên thật của anh là gì? Tên thật của tôi là Trung Nghĩa nha. Câu hỏi của bạn Trung Quang: anh ở đâu và đẹp trai không vậy? Có nhiều gái theo không? Tôi ở Đồng Nai. Tôi là một người bình thường thôi nhá, không đẹp trai gì cả. Có nhiều gái theo không hả? Tôi chả có ai theo cả. Bình luận của bạn: à thế à, hello anh, em mới biết được kênh YouTube của anh, mong anh cho em lên TV. Đấy, giờ em đã được lên TV rồi đấy, chúc mừng em nha. Câu hỏi của bạn Trần Phúc: anh còn đi học không ạ? Sao lâu quá mới có video? Anh vẫn còn đi học nha. Còn về việc tôi ra video trễ thì tôi muốn video của mình nó chất lượng hơn một chút xíu, nên là nó cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Câu hỏi của bạn, bạn gì nha? Tên hơi khó đọc nha. Anh lập kênh vào ngày bao nhiêu ạ? Tôi tạo ra cái kênh này là vào 21 tháng 10 2016 nha. Thế thôi, đấy là cách ăn mừng 10.000 người đăng ký của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.